con chị hai. Bảy mươi. Đâu chị đâu có. Đâu đây đi ghép ta đi. Chào ngồi đây với em bé. Đây tặng quà. Mẫn đâu? Mẫn ngồi đây thôi. Mẫn nè. Mẫn ngồi lên. Ngày nay là ngày sinh nhật của cháu tên gì? Ngọc Nhiên. À, sinh nhật lần thứ nhất. À, bốc. Mấy tháng? Tặng cái phong bì chúc cháu bú ngon rồi mau lớn khỏe mạnh lớn lên ăn học thành tài. Dạ con cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Tháng mười chút nè muốn no mau lớn nha. Xinh đẹp nha. Cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà. Giòn chưa? Cảm ơn bà. Thôi vào đây, bố nè. Nè, con kêu bằng chị ba nha. Em bé chị ba đó. Đây, kêu vào đây. Để gửi vào trong bà nội xem chị. Hẹp kìa, hẹp vô đó đi. Vào đây cho. Hẹp vô, hẹp với mẹ kìa. Kính chào được mẹ. Đi lại đây con, qua đây dẫn đi qua mẹ nó. Cho đẹp nha. Đây, đó. Cảm ơn chị. Cái nhỏ này nó là ngủ để vô chụp hình luôn. Nhỏ xíu nè. À, gì ốc chụp hình nha. Con quay phim. Quay quay clip luôn á hả? Dạ. Sữa uống mà lớn mạnh khỏe, lớn lên ăn học thành tài. Đại học luôn. Cảm ơn bà. Ở đây để thả bé tặng mẹ bao thơ để đi sửa cho màu lớn. Học giỏi thông minh lớn làm mình làm bố là làm bố em kìa em kìa bố là làm bố em bé em bé xin lỗi rồi mẫn cho em rồi mẫn không có hư vậy cho tới không đi con cho tiền bự mà tới không đi nổi thằng ta nha nè. À, à, nói quay lái thì chị quay ra. Điểm bé, điểm 10 muối. Ờ điểm 10 muối. Dạ em già rồi. Điểm 10 muối. Điểm 10 muối. Con tháng em bé mà. Bị cho em đi bạn. Đưa cho em. Đưa tay em đi con. Đưa cho em. Nó chúc sinh nhật vui vẻ, chúc bé màu lớn. Nè mà. Cho em mà. Bỉ em bé. Bỉ 10 muối á. Đưa tiền mà đừng có bị bố. Bỏ vô túi 10 muối nè. Không bỏ túi em. Bỏ túi 10 muối đi. Em bỏ túi vô 10 muối á. À nhìn nó mẹ, nhìn mẹ nè. Nhìn nó má nè. Má. Nhìn má, má. Nhìn má. Ờ, cười lên Mẫn cười á Mẫn xíu xíu á rồi kệ nó nè Mẫn lấy lụm tiền xuống đây để bụng nhỏ nè Mẫn Mẫn hà Mẫn ơi chúc con khỏe quá mạnh gì đó alo chúc con thứ ba xuân ăn cái gì vậy đi ra khỏi nhận luôn mình hết có thể yêu người chuộng mới vừa sạc pin rồi cũng được. Ủa hôm nay nó mới gọi hả? Rồi để em kêu gọi là nó ăn ra có tiền có bạc. Nha anh hai ngồi đây anh hai. Anh hai kìa giống cha quá nè. Giống má này giống cha nhiều nè. Giống hơn anh hai luôn. Muốn được cưng muốn được cưng hơn anh hai luôn. Đâu tay cứ đâu tay. Đó, em á. Ra bản ra ra chị quay. Rồi hôn em hả? Cái thơm em à. Kéo cào ráo em. Muốn đô hơn hai, muốn đẹp hai, quýt hai luôn chứ anh hai giờ mà đập quýt ta. Em đi lấy cái kéo. Ờ lấy tém nó tốt em con. Cười. Đúng như này muốn cao. Hôm qua chạy cười kìa. Đừng, đừng kéo em con. Đây mà tư mắt miếng rồi. Cười, nhìn em cười. Đó, kéo bà tư mắt miếng. Miếng con, mở miệng ra. Có kẻ thương nhiều hẹp. Lắm, có kẻ yêu. Cô hẹp. Mở miệng ra. Nó đi tới đầu, cái trình trình. Nè, cái kéo này hơi nhọn. Chị kéo cắt tay nhà. Ta lấy cái kéo được. Cái chừng bà đi. Lấy kéo ấy, cái gì? Sơ, sơ, miếng nặng, miếng nặng. Rồi, đâu có kéo. Cô bắt cô đi tư rừng. Đâu có sơ. Cái gì sẽ hơi về lầu luôn dữ vậy? Cặp lớn lên. Buồn bá. Đâu? Nó giàu. Sau này tối thiểu là cũng vừa rau. Có hôm có qua mở miệng ra có kẻ thương nhà lầu. Có kẻ thương người chuộng mới ra có người mến người thương. Có mở mang học nghệ, trí huệ, con học giỏi. Ông anh. Học giỏi hả con?
học giỏi, đặng chi? Đặng có tiền có bạc mua xe hơi, nhà lầu, có ruộng, có đất, có vườn. Cho anh không đi hay âm lịch cho anh. Sáng anh lấy anh không nhỏ rồi coi. Anh không có qua, anh không có qua. Để tắt cho Nam đi sao? Để tắt sai rồi. Năm nay về nội rồi. Mấy năm nay về chơi với nội rồi. Cái ngày này là không ai em biết em hết á. Em nè. Ba nè, má nè. Dạ. Đủ đây đủ rồi, Tết đi về nội rồi kìa. Không sao. Ngoài đó bình thường cũng đúng trong này đúng rồi. Tình dạ đúng ở ngoài xài dữ hơn trong này nữa. Biểu tình á, mình lấy hỏi cái biểu tình của hồng rồi tình chờ đâu chị em á, em á đứng qua đây đi, chị quay luôn ha. Qua kìa, đứng với má kìa. Vẫn nhặt vẫn đi qua đây có hình không, con đi qua đây con má mẹ ép đắp mẹ mình bé đầu đi giờ nó không là nó sẽ tới đi tường á. Ôi 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 em đâu chỉ mà tôi gì hả? Em đâu? Em đâu? Hẹp! Cho mảnh ra đây các bạn xem. Đầu mảnh vô. Cho mảnh ra đây, kiện đi em chứ. Cho mảnh vô đây, ăn nắm đi. Có gì tôi ngồi với mảnh vô đây luôn nè. Mảnh qua đây coi. Mảnh qua đây với sao lưng tao nè. Chuyện coi chưa? Vậy nãy giờ chụp hình rồi. Chưa. Rồi nãy giờ chụp hình rồi. Chụp lớn đi. Chụp lớn lên nè. Cho đi. Cho gọi. Có nghe không? Cho gọi cho nữa cũng được. Chưa? Cho đi, cho rồi, em chưa cho đi. Sao? Cho đi, cho rồi. Cho rồi, rồi. Rồi thôi cách cho đi. Cho nữa, cho nữa, cho nữa, cho nữa, cho nữa. Bà Dương cũng cho nữa thì cũng cho đi. Cho đi, cho lại đi. Nè, vô đây thôi. Cảm ơn Dương Úc đi. Dạ đi, cảm ơn Dương Úc đi. Cười cái là cảm ơn đi. Cảm ơn gì con, cảm ơn nhau, hả con? Chưa có cảm ơn rồi. Mãnh, mãnh. Mãnh à. Trời ơi, cũng đi, cũng đi qua. Chụp hình nó chụp tay. Dạ, dạ, có sao không? Dạ, chụp về xem, sáng rồi mới đổ 2, 4, 5, 6 rồi, chị Tư nó mới đổ 6. Rồi, chị Tư nè, mở hát đó. Chụp hình đi con, rất đi, mở. Đây con. Ngồi đây, chụp ngồi đây. Mở quay mặt qua đây. Ba kìa, ba kêu kìa. Được nhiêu ký thì vô. Chen, hiểu hiệp mất tiêu rồi, mở chen hiểu hiệp kìa. Kéo hiệp cũng vậy. Chụp đi. Rồi, mong cầm qua. 1, 2, 3 rồi. Hiểu hiệp làm gì vậy? Cho nó ngồi xuống đi, nó không chịu được mà. Con, không, nè, hẹp. Dạ, chụp hình nó sợ dính. 1, 2, 3, rồi, rồi dính quá trời rồi. Chụp đúng rồi, chụp đúng rồi. Rồi, cả nhà, cả nhà chụp một kiểu. Sàng sàng, chụp càng bét. Ở nhà ai chụp nữa nha. Mày thả nó ra kìa, đừng coi. Chụp cái gì đó con. 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 Chụp Chào rồi mạnh á. Ủa quay liên tục luôn hả? Dạ, cứ cầm cắt video đắt đi.